nhân ngày 20 tháng 11, chúng con xin chúc thầy thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sự nhiệt quyết tận tâm của thầy là gì? Của thầy cô là ngọn lửa đã nhen nhóm tâm hồn chúng con. Đọc cái này thôi. Đọc không đi. Không là người giỏi nhất, nhưng chúng con muốn mỗi đứa trong chúng con là người cố gắng nhất. Thầy cô là người đã đặt những cầm lên đọc đi con. Thềm đá vững chắc để chúng con bước tiến tới học lên chúng tôi phía rồi, dễ bông sen rồi, cái bông này đứa nào dễ đây? Dễ rồi. Ai? Ai dễ? Không đi kiến không, con không đi kiến, con không thấy đường. Nhưng mà thiếu khe, thiếu nhị. Đâu, nhị, nhị, nhị là phải lên tới đây nè, nó mới đẹp nè, các bạn ở đây, nhị đây nè. Thầy bông sen mà nhị đâu thầy, bông sen. Đài, đài rồi, phải thiếu đài nhị ở đây lên. Ở đây cái đường này phải cao xuống chút xíu, không là lỗ lõm chậm không có điều nè. Đó, học dạy luôn. Cái này là mới học nè. Nơi thầy cô, chúng con được học hỏi nhiều thứ, từ công việc, từ tấm lòng nhân ái và cả sự yêu thương san sẻ trong việc thiện nguyện của thầy cô. Chúng con tự hào vì chúng con đã chọn đúng thầy. Cảm ơn thầy cô về tất cả. Kính mong thầy cô luôn đủ tâm trí lực để vững tay chèo lái con thuyền để học trò đến bến bờ thành công. Này là vỗ tay các bạn ơi. Này cách đây một năm gì trước cũng một cái tờ giấy này, nhưng mà tụi nó về là năm đứa. Mà năm nay là nó về có một đứa mà cũng một tờ giấy này, nhưng mà rút kinh nghiệm đợt này nó ấp tiếp cho ta là đỡ tốn nhiều. Đợt trước không ép mà thầy. Không, đợt đó là chưa ta đi ép mày. Ép 10.000 ta đưa, ta bỏ không cho chân ngoài rồi. Ôi, không lại, không lại mày á, ta ép mà. Đợt đó dễ bông sen năm nay, dễ bông bụi đơn. Đây dễ bông bụi đơn. Nhưng mà nói gì nói vậy nữa. Đợt trước là ta tưởng là năm đứa nó ngồi nó nghỉ rồi bằng bà thơ. Giờ cuối cùng giờ có mình nó về thì cái tài trước này cũng con nhỏ này nó lãng mạn quá. Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đúng không? Để mà giờ đọc luôn á, thầy đọc cho con nghe, thầy đọc luôn cho bốn thằng kia luôn. Bốn kia giờ cũng đang có nghề đúng không, cũng làm tiệm. Nhưng mà có một thằng á là thầy rất thương đó, nhưng bị lạc đường. Để chút xíu thầy gặp đi. Rồi em xuống nó bóc đi cho thầy. Để là nói là thằng đó là với ngày lễ con về đây với lòng quý mến và cảm ơn thầy sâu sắc, kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và chạm đích những điều mong muốn trên con đường thiện nguyện. Ok, cái đó được á. Của thầy cho đi là còn mãi. Sao đại dịch Covid à, đó là lúc nó vô học là sao đại dịch Covid. Sao đại dịch Covid con đã tìm và đăng ký học tại mấy nhà này 3 tháng trong khóa học. Thầy đã giúp con gỡ cánh cửa mở cho con cuộc đời mình, dạy bảo rèn luyện kỷ luật để con hiểu và học tập đúng chuyên môn mình đam mê. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy thật nhiều. Đùng ở dưới đây gặp hơn rồi, hương cây lúa quả hương từ hạt thóc, cũng má lúa thì hạt thóc đúng rồi. Thương thầy tôi tóc bạc sớm hơn, ta mới nhượng mày luôn luôn. Ta biết học trò 20 tháng 1 về ta nhượng đen luôn, không còn bạc đâu. Thầy biết chắc tụi nó về mà thầy nhượng đen luôn. Nhượng mấy ngày tụi nó không nhượng. Đương nhiên, phải nhượng chứ, tụi nó 20 tháng 11 nó về, tụi nó sỉ nhục, thằng kia nó sẽ sỉ nhục chắc luôn. Gieo kỹ năng và khói ốc cũng trò để mong theo bước theo thành thành. Đừng học cho đi, thầy còn ở lại. Mãi chèo đó là những đường kim nét mực và thầy người đưa cần mẫn cho chúng con định hướng được tương lai. Nhưng mà con nhỏ này á, thầy để thầy kể cho mấy đứa nghe nè. Thằng Tiến nha, con được gái. Thằng Tòng được gái, thằng Tòng cũng được gái. Thằng Mớm thằng nói, thằng Tùng cũng được gái. Riêng con nhỏ này, con nhìn thằng này con sẽ nhớ thằng này nè. Và cái khóa của nó đó, khi mà con nhỏ nó biết quay đầu á, là lúc thầy làm khuya đó, là nó ở lợ. Nó dắt khăn rồi nó làm. Lúc đó thầy cho Hà làm, bắt đầu sợ nó buồn, sợ nó buồn, nó lợ nó phụ không cho làm sợ nó buồn, bắt đầu cho nó lên nó quýnh.
nó tô đúng ba cái dãy cá của thằng này, dở lên cho nó coi nó nhớ kỷ niệm. Mày dở lên đây cho nó coi nó nhớ kỷ niệm. Tô đúng ba cái dãy cá thằng này, đúng không? Và ta nhìn thấy là nó sủi thịt lên, ta đuổi ra liền luôn, ta sử dụng. Khi mà thầy nó sủi thịt lên, thầy đuổi nó ra liền luôn. Và thầy quay video để mà gọi là cái kỷ niệm nha, để gọi cái kỷ niệm cho nó nhớ nha. Thầy nhớ nó chưa? Dạ. Nhớ chưa? Đúng không? Có nghĩa là đây là nó không nghe nào, có nghĩa là thầy không già đâu, thầy nhớ từng đứa bạn tình, nó bản năng từng đứa. Nhưng mà tụi nó không có hiểu được, nó không hiểu được mình. Có nghĩa là mình vẫn chửi, mình vẫn la, mình vẫn sỉ nhục đường này nọ để cho trong băng nó có nghề. Thằng này nó idol mình. Mình xăm nó cái bích lưng kỷ niệm, xăm tặng. Thì có nghĩa là mình sắp cái nào lên quýnh thì thằng này nó sẽ tin tưởng là những đứa lên sắp quýnh là nó sẽ ok. Thì đứa kia nó quýnh cũng ok. Xong xuôi đứa nhỏ này nó ngồi nó dắt khăn và nó buồn. Thằng nhỏ nó đang quýnh, bữa đó là có thằng nhỏ, con Hà với con Lon, đúng không? Với Sony, Sony về cho nhỏ lên quýnh, sợ nó buồn á. Thấy nó ngồi nó dắt khăn rồi, nó tỉ mỉ, nó phụ rồi nọ, nó cố gắng nó quay lại. Lúc đó là bị lạc đường bay rồi, nó phá nó lúc đó lung lay rồi, bệnh ngu lên tình bạn mà nó lung lay rồi. Khi con nhỏ nó quay đầu về, nó đầu lại cho nó quýnh, quýnh ba dãy không sao, ta thấy sủi đúng đủ lên thịt nó sao rồi. Thầy đuổi thẳng luôn mà, đuổi ra xô quay phim chửi thẳng sỉ nhục nó luôn, gỡ vô cái nhóm của nó đó, gỡ vô nhóm đó. Rồi bắt đầu mấy ngày sau nó học nó quýnh không được, bắt đầu nó cột cái máy, nó dán băng keo cái máy, nó mỗi ngày tập đúng từng lời. Thì bây giờ ta không nói là nó xăm đẹp hay không xăm đẹp, mà chỉ nói là bây giờ nó sử dụng được cái nghề, nó kiếm được tiền, đúng không? Nhưng mà đầu ông ấy nó về thăm thầy rồi, ông ấy kêu thôi mai tốn mẹ không rồi. Giờ ông ấy sao rồi, phải đưa khung nữa. À, tại sao nó mua cái khung cho thầy nữa. Khung cho bốn mươi mấy ngàn không lỗ. Má tặng là giá tiếp 10 ngàn, thay vì là mình in vé nó tiếp xuống mình cho thầy đem 10 ngàn, 14, 5 ngàn đi. Trời trời, ông giáo, ông giáo sao ông đủ má, ông xin tới cái khung vậy. Bây giờ nó đậu bánh hương thầy nó thương nửa chừng, thầy thương tội em. Đầu má giật trứng tan trứng vậy, nó kêu mua khung bỏ rõ ràng. Không được đầu á. Đầu cái cục kích cái khung của ngoại cho chân chân rồi những cái khung bằng nó quay nhận mà. Cá một con người. Tao cá một người, bây giờ cái khung cái bằng của mày, mày gì ra bằng. Mày giờ còn nhận được cái bằng của tao không? Cái bằng của thầy, cái bằng của thầy là thầy. Có cái khung tao tặng. Ừ. Cái khung của thầy là con mua. Con tặng. Tặng cái con là tặng cái con. Không, tao không có tặng cái gì, tao biết mày sao ngu ngu sao tao tặng nó. Biết là con tặng Tết cho thầy á. Không, mà không có tặng gì Tết, mà tặng cho hai cái dừa thôi, đủ quá nhiều cái ke thôi. Má, lên như mày lên cái đi mà coi. Dừa có dừa ke. Không có chút Tết hình như. Đó, nó trước nó đập luôn rồi đó. Không, bị déo. Nó nói 20/1 Tết thôi. Thầy mới là lúc mà con cho 21 của con á, thầy mới nói là như vậy, thầy nói là tụi con tìm tới thầy là do tụi con chọn học thành công hay không là do tụi con, nhưng mà mình đi học nghề là mắt dòm tay nghe miệng hỏi, cái gì không hiểu phải hỏi thầy, đúng không? Nếu mà để hôm nay mà gọi là xung quầy trong đây thì năm sau hoặc là những năm sau nữa, nếu mà khúc mắc gì đó thì không được phép là độ mới chắc. Thầy rất rõ ràng mà độ mới làm gì chắc, độ mới phải nhớ cái kỷ niệm này. Tại vì độ tao giải nó thật lòng rồi. Mày mà trách tao kệ mày chứ. Có trách gì đâu. Mày giải. Nhưng mà giờ tao trách nào độ đưa về đưa tờ giấy mai tốn mẹ. Không. Đúng không? Giờ quá con á. Đó là quá con á. Đông quá trời. Vậy đó thầy cũng thương mà. Cuối cùng có mình nhỏ thì kìa. Thầy hai thầy hai trong khóa mà không khác khóa, ừ, khác khóa người đủ mới tự do tụi bay chơi chung khác một tháng thôi. Chị hỏi có 1 tiếng về, tao nói 1 tiếng khóa mà tao sợ trước tiếng nó ra khóa không sửa đồ không mới xào xáo luôn tụi vô cái thầy chưa học cái thầy đéo chơi nước đỏ mà nước đỏ quá chứ không ăn cái nước đỏ đâu á. Có gì
tới cuối cùng. Rõ ràng con có bóng khung này chết từ rồi con xa thầy là con có nếu mà con treo cái khung này lên là con treo mai treo thầy đấy treo đâu cái này con không treo như là anh Viên treo hay sao á Viên làm gì treo Viên nó khóa nó làm gì còn Viên nói chung là chỉ còn mày như là cái đó là để trong tủ tủ có thầy tủ không giờ nó treo ngay cửa rồi gây vô rồi thế thì cái đó là phải đi thôi dạ, đi không thơm có thơm chứ sang nó treo ai nấu cái thơ anh rồi uống đầu giờ ta mới nhận được cái bằng người tốt việc tốt của quận gửi tặng nữa nè may rồi mấy mấy tờ giấy này nằm kế bên má người à má người thích tư con ở như tại nhà nhưng mà muốn cái tu lô nó bằng cái này đâu nó biết cái này mắc hơn thì cái này con có tiền không muốn ra cái thống còn sản xuất nữa bữa con mua nó không biết được luôn á đâu ra mà biết được nó không biết được bút chì màu rồi viết ra viết này nó mình cũng mua biết mua nhưng mà chứ không có ra cái bút chì này nó hay vậy nè trắng nước đây nó vẽ ra nhưng mà con mua viết không ra con mua vẽ không ra bút chì cam mà vẽ nó không ra nhưng mà thằng này nó không còn sản xuất nữa cái hãng này nó không còn sản xuất nữa là cái đây mười mấy năm rồi hai chồng thầy đi ra tới Hà Nội thâu vô ít lắm thâu có 100 mấy chục cây à một cây đó 1 triệu mấy thầy cho nó mày à mà ta mang xuống ở đâu nó đâu cho mà đâu ô có tự nhiên mang xuống một phe mà thôi tụi nó đâu có cho đâu nó cho mình cũng cái tôi luôn rồi ô hay quá nè cho cây này cho cây mới cây này lại chấm nước rồi đúng không cho nó đổ cho cây này nó sẽ chửi nè cái này á có tiền mua không được nhưng mà ví dụ như mình phát thảo mình biết vẽ được cái này vẽ được kia hoặc vẽ được phát cơ mình phát thảo rồi mình đứng theo nó thì ok con ghi con vẽ bút lông nó sẽ bị bạc còn này nó vẽ xuống để 5 phút 10 phút sau nó đếm qua cây đi vậy không xài được không đâu ra mua đâu chỉ nó mua rồi chỉ mớm mớm có chưa con mớm cái này chưa bữa này có cho con cây ờ mà con có mua được không dạ không đi. Không phải đâu, chị mua trúng út chì màu rồi. Mua trên tiệm tạp hóa hay nhà sách nha. Dạ cũng nhà sách, sốt tà tô thầy. Toàn là bút chì màu hết á, chứ không có cái loại này đâu. Bút chì màu mà chị nhúng nước vẫn viết ra nhưng mà nó chỉ có là lật 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 thôi. Má chồng nó đánh cảm ơn không nghe luôn. Mà nghe hơn cảm ơn thầy con. Dạ con cảm ơn thầy. Thấy chưa? Vãi nhỏ mà có theo nghề đâu bỏ tủ kia đi cho thầy đi thầy sử dụng còn ban này là lính mới mới ra khóa cái đây mấy ngày đéo cho gì về gọi là chơi ké thôi không có cho quà gì đó. Giống như về ba nói vậy ba nói này nó bay rồi hôm nay về ba hỏng nên rất nhiều cũng được quà cũng cho khóc rồi khóc bay khóc khóc đấm từ nông mắt đúng không sư mẫu sư mẫu cắt mí cho anh nhé sư mẫu cắt mí cho anh nhìn thấy mặt trời sư mẫu 15 triệu sau này con làm 5 tháng rồi con cắt mí cho anh thấy mặt trời sao không sinh rồi lỡ vậy đó là bụng mới sai lầm đưa con lớp của con qua thầy có lớp khác với cái gì cho đi thầy ở đó tao cũng ở đó con tôi bay rồi mới có chắc tao cái thời tao cãi tôi bay tao đó, này. Cái câu của thầy là mày ghét tao làm được việc tao à. Mày ghét tao làm việc tao cái câu đó là nãy nó nằm trong tờ giấy nãy rồi ừ. Con ngồi muốn ghét thầy cãi thầy dạy nghỉ tận tình cho con chịu học thôi mày nghĩ thằng mến nó học đồ có 15 triệu giờ nó lỗ không dạ mở lên 2 mà ông mất còn hay nghề ông mất chúng mày mất thì mình mất tiền mà hôm nay chuẩn bị hoài chờ à học cấp xong rồi trả con này tổng bữa con mua này nhiêu cái hình này là hình xăm của anh đẹp à trăm mấy phút này à xăm cái tài đích à sao mày bữa bỏ giá tao luôn á như trăm mấy 200 giờ thầy trả cái này con đưa cho thầy 200 đắp vô 150 mua thùng bia nhậu tiếp cái này ở trên Lâm Music có mấy chục nghìn à đủ má mua báo này 100 mấy gần 200 bây giờ thôi bán lại nó hay mua thùng bia mày mua lên tao 200 tao bỏ luôn tao chấp nhận tao vừa bán cái này tao bắt đầu giới thiệu mày vừa chấp nhận bắt bỏ thêm 100 mấy mượn lông bia tao mua tao
Con nghĩ lại cũng ở trên kia này. Máy vậy con bơm hàng trăm máy 200. Nó nói là con mua cái này con muốn chạy xin xe mà nó không biết chỗ chạy xe. Nó con gỡ tặng cho thầy để vô cái bộ sưu tập. Má bộ sưu tập của tao còn biết bô không mà đưa cái bộ đồ solo rồi vô. Thôi lâm thiệt luôn. Mấy chục nghìn. Thôi giải quyết mình lính quen mày. Để chạy đó. Mày để chạy đi. Cái này dùng thêm đến bài mười mười năm già si vãi luôn. Anh làm sao để mất mặt với anh? Nó có mặt đâu mất. Anh đâu có mặt đâu mà. Anh vừa giống vừa bất tử. Ai nói gì nói, đứng đó. Nó đại tiện dữ lắm nhờ, biết quá rồi nói gì mà. Bên kia ngay. Vì đồ của ta vợ mà anh rất là đặc quyền. Thích trả tao không? Thầy với con. Mọi người đều thích trả tao đi. Chị xem thì xem chứ sang tháng ảnh đổi chị khác là chị hết xem à. Lúc nhà quá luôn ha. Cái là mẹ mẹ hay lắm. Giờ thầy hỏi con là thầy chạy xe hơi thầy phải bật hai tay hả? Tay không mất gì hả? Tay phỏng, hồi nãy mình bị với phỏng rồi. Phỏng hả? Chị buông ba lần à? Phỏng đủ quăng như hồng. Mỹ là ba chi gì chích bô á. Mà nó còn phỏng. Thôi sao mai đổ quà khác đi con. Giờ thầy nói là nha, giờ thầy trả con cái điện thoại. Trả luôn còn nhiên địch. Con mua cho mua cái nào khác tặng thầy. Tặng thầy phải hỏi thầy rồi thầy thích cái gì. Đúng không? Giống như nó gói gọn giống như là trong cái bàn năng của nó là nó thích gì tao phải thích vậy. tao hỏi mày nè, tao đồ này gọi đồ gì em? Bà ba. Hả? Không, cái đồ này gọi là gì? Bà ba. Đồ tu á. Đồ tu. Đồ gì? Đồ gì nãy mới nói? Đừng phải làm sai. Đồ lam. Đồ lam đúng rồi. Đồ lam. Mày nghĩ đi. Tao nó hai màu này. À, kéo thùng đây nè. Trụ má tặng tao cộng với nịch mày. Vậy là thiện thắt hết trơn. Thắt hết trơn được. Má biết mày màu này. Anh Trung lại lấy cầm với nịch á. Trụ má rồi nó bán cộng với nịch luôn. Cô vô thùng bia. Bán cho nên chiên luôn đi. Đâu vậy? Bán lấy cho. Để anh ngồi đi. Anh lấy cho. Má. Nó lấy lại rồi. Thôi coi. Tao cũng như được thầy đâu rồi, tổng. Rồi, biết rồi thầy ơi. Mất mẹ cũng như được thầy. Không thấy luôn. Mới để thầy bớt tao khoe khoe. Mới cộng như được thầy. Rồi, mắc cây một cây là chua. Lấy lại rồi. Để lại hả? Không, con nằm trên bàn mình để thầy ra đây, bỏ trên bàn ra mà. Mấy đứa nhỏ đi chơi thôi. Ăn hết mồi tôi quay gà tôi còn bỏ hả? Con chưa kịp bào nữa con. Ăn chả không cắt thêm chả thôi. Thôi cầm đi mang em bào cho. Trời mặt trời luôn sao mà. Cầm đi em bào cho lớn rồi em bào. Không xài á. Nhậu cũng thôi. Nghĩ đi. Đâu con nghĩ như thế nào mà thầy mặc bộ đồ này mà con tặng cho thầy cái này vậy? Rồi thầy nạp cho luôn cái hả? Nạp cái gì nó cái đâu có đồ xỏ đâu. Nạp cái chết. Không, cái đồ này là tặng đồ xịn. Không, thà LV còn được không thầy ạ? LV. Con chúc thầy cô 20 tháng 11 vui vẻ. Rồi ai đại diện tặng bông? Dạ thôi con luôn đi. Thôi bây giờ thầy nói nè, thầy nói nè. Bông là để qua một bên. Dạ. Chiều thầy bỏ mồi, mấy đứa bỏ bia. Dạ. Ok chưa? Thầy nhậu. Đừng, dạ. Đừng có kêu thầy bỏ bia luôn, thầy lỗ. Ok chưa? Dạ. Thầy nhậu đeo khẩu trang hả? Nhậu, cầm uống hút. Uống hút hả? Uống hút. Dạ. Nghĩa là mình sẽ nhậu trong mùa dịch là với mọi đứa ống hút. Không có đổi đâu, không có ống đứa nào đó. Phép khẩu trang hả? Ông này đã đặt ở ngoài nè. Dạ không, con này con gói, con mua. Cũng phải mua tiền hay gì, tiền mua bông, ta mua thùng bia về đây không, rồi. Nó rẻ xinh nè, mua nó rẻ xinh nè mày. Bông, nó đâu đẹp bằng bông kia đâu, đúng không? Rồi, nếu mà nhận thì nhận, học thì chuẩn bị ra. Dạ bình thường. Chuẩn bị chửi. Đừng hối lộ nha. Nếu không phải là học âm bị la nha. Dạ. Học là vẫn phải bị la, vẫn bị chửi.
sau này thành công là tiền của các bạn hưởng, tôi không hưởng. Nhưng mà các bạn thành công tôi sẽ hưởng được tiếng thơm, và có nghĩa tôi dạy các bạn đúng. Nhưng mà muốn thành công là có nghĩa là mình phải cố gắng học. Mình hỏi nhiều, đúng không? Chứ giờ các bạn học không xui rồi, cứ hoài về không xui rồi, nghĩ rồi chắc lại vậy là sẽ thành công, không có đâu. Cái này là tình nghĩa thầy trò. Tôn trọng nhau, lấy nhau mua cái này tặng được thì ok nhận. Nhưng mà khi mà nhận rồi thì vẫn phải cố gắng học, đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ không phải sau này mà học học mà không có sự cố gắng, không thành công mà quay lại trách tôi là tội tôi lắm. Tại tôi dạy rất là nhiều tận tình. Được không? Nhận ngay nha, chiều nhậu tôi bỏ mồi đó, nó nghe rồi. Đúng không con? Còn anh nhậu không bia. Còn nếu mà không có bia tôi cho rượu. Mà tôi không có bia, nhà tôi có bia, có rượu thôi. Rồi xin không được mang về không thầy? Rồi, rồi cảm ơn mấy bạn nha. Rồi xin chồng đi, xin chồng này sáng đêm đi. Thôi không được đâu, không có chồng chút xíu là đây mấy bạn. Khóa này cảm ơn mấy bạn nha. Cố gắng học nha. Em nữa. Rồi, rồi vô rồi, xịt khuẩn nha. Giao lưu. Bắt tay em xuống lại phải xịt khuẩn nha các bạn. Đây. Anh em chụp cho anh với tụi nó tắm thôi. Đây. Gỡ cái này ra thầy gỡ bánh.